làm gì mình thích lộn trong bằng kia vậy, nhưng lần cho bằng kia mà Tân ơi, Tân cứu anh, Tân ơi cứu anh, Tân ơi. Ủa vậy thầy, Ê này đâu cô Tám. Ê này vô chứ bị liệm cô Tám ơi, qua này cô Tám ơi. Cái liệm bắt đầu quay làm gì liệm. Mày chưa chết mà chưa liệm cái gì. Trời ơi trời, mình chạy vô bãi mua hút tao đâu hút ra chị già nhức đầu quá hả? Mua thuốc không? Dạ. À, trời biết sao trời, chưa chết mà có ngày bắt đầu liệm đúng không? Mình biết mà điên cái gì tính. Vậy đây rồi thầy ơi. Mua thuốc thì mạnh lên cái gì. Chứ đầu nó bật quá trời luôn rồi. Rồi. Mà tối ngày mày đi chơi mày bỏ đâu hoài. Anh hai ngồi đây, anh hai rêu thuốc liền cái thầy. Mua lẻ cho tao đi, cứu tao đi. Dạ. Nhanh đi. Thuốc gì tới anh hai ơi. Trời, mày đi mua hút gì đâu mà về không? Cái dầu muốn chết, mày đi về là mới về. Anh, anh không cảm, anh đi chạy. Đã có mấy bạn á, tôi đang nhậu á, mới uống được mấy chai à. Mà em chỉ nhớ lại, em đi mua thuốc anh hai nữa. Nè, thôi anh hai uống đi. Ông thấy mày giết tôi mà đi đứng đây. Mày nghĩ sao á, anh kêu mày đi mua hút mà mày giết sao mày nhậu với bạn mày ở ngoài. Thôi, anh hai ngồi đây uống thuốc mệt nha. Em đi ra ngoài em nhậu với bạn bạn nữa. Nó kêu quá trời kêu rồi. Thôi em đi nha. Có em là hẹn trời nó báo lên trời, đưa hút cho mình uống đáy rồi đi nhậu nữa rồi. Ủa này, anh nhớ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha. Có gì em không chịu trách nhiệm nữa nha. Thôi em đi trước ạ. À. À trời, gì nó báo nữa vậy trời. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Lắc đều trước khi uống. Không phải lắc hay sao vậy? Trời, nó báo dữ vậy trời, nó vô nói trước trời. Tướng ơi. Tướng ơi. Ủa Tấn đưa anh Nhật. Ông nội bị gì trời. Anh Nhật. Tấn đâu rồi? Nhật. Ôi chết mẹ. Kiếm Tấn đi. Nhưng mà mấy này gì mà nói đi. Uống mấy chai gì. Uống gì mấy chai muốn cấm đầu mấy chai gì. Ê Tấn. Trời ơi anh mày ở nhà kìa. Giống như ông lên bà xuống nhảy múa tùm lum ở nhà đây kìa, mày lẹ về mày coi coi chừng lời lẹ mỏng luôn bây giờ đó mày đó. Giờ mày đi nhậu mày chưa chịu về nữa trời. Lẹ đi trời ơi trời. Mày về mày coi anh mày kìa. Cái gì vậy bà nội? Kìa mày nhìn anh hai mày kìa. Kìa mày nhìn đi. Anh ơi, này. Này này. Này này làm gì vậy này ơi. Chị đi em xíu này. Alo, cô Năm lẹ lẹ qua cô Năm ơi. Kêu hợp cho con anh cô Năm. Anh đang bị điểm nữa đó cô Năm ơi. Kêu hợp cho con cô Năm ơi. Dạ. Bà nội mày. Là bộ tối ngày muốn tao chết đó mày gì vậy? Điện hòm mày đặt gì vậy tao? Làm gì anh hai lắc vậy? Em thấy nhỏ. Nó chạy tới kêu em quá trời luôn. Nó nói làm gì anh hai nhà lắc chứ đó. Lắc gì khùng đi điên giống như bị quyên áo vậy anh hai. Ê hút đi mà. Không phải mày với ai. Mình kêu là mua hút về đó uống nè. Mà mình không chịu nói. Tao đọc ở đây nè. Uống trước khi lắc. Yeah. Tao mới lắc từ người chịu giặt lắc như khùng đi chứ. Mà biết chừng nào nó mới cho anh thuốc. Gì mà anh võ nó nói anh là anh lắc giống như phong gánh giật vậy đó. Lắc kia đi vậy đó. Tao có biết gì đâu thì tao thấy ông lắc kìa, ông lắc quá trời luôn. Tao hỏi ông không trả lời. Hồi nãy sao em hỏi anh không trả lời? Sao dám trả lời? Trả lời là hút bay cả bác tác dụng rồi sao? Thôi con gái hả cha. Thầy ơi trời hả cha. Uống thuốc mà đầu mới uống xong rồi mới lắc là lắc sợ bay hơi. Khùng quá đi chết đi hai cha ơi.